Hạt giống của bà cháu mình gieo á, bây giờ ra hoa đẹp chưa con? Bà ơi, cây ra hoa là mẹ con sẽ khỏe lại ạ. À. Bà cũng không biết nữa, nhưng mà bà hy vọng là thế. Mẹ Nhiên rất là yêu Gôn. Nếu như mà mẹ biết được Gôn khỏe mạnh, vui vẻ thì là mẹ Nhiên vui lắm con biết không? Mà bà ơi, mấy hôm nay bố Nghĩa ngủ, bố Nghĩa ôm con, bố Nghĩa xin lỗi con. Vì sao bố Nghĩa lại xin lỗi con thế bà? Thì bố Nghĩa làm sai, phải xin lỗi thôi. Để bà vào xem có ai. Ôi, thấy bà. Bà. Ôi, bà chào con. Chào bà. Ngoan, lại bà đâu cơ nào. Thôi đi, đi, vào đây, vào đây. Bà thấy con, bà tụi con. Đấy, trời ơi, Kitty của bà. Gôn ơi, Gôn. Dạ. Gôn ơi. Con chào cô Hà, cháu chào chú Vũ ạ. Hello, chị Chi. Hello, Gôn. Kitty nhá. Gôn ơi, có quà cho Gôn nè. Ơ, quà gì đó? Quà đây. Con mèo ạ. Wow. Wow. Wow, hộp kia đây. Chào em Cún nha. Dạ đây là bạn Cún, mang từ trạm cứu hộ tới. Đã tiêm phòng đầy đủ rồi. Hôm trước cháu thấy Gôn rất là thích chơi với chó mèo, nên hôm nay mang cho bạn ấy một con Cún. Hy vọng là bạn Gôn của chúng ta thích. Có thích không em? Em có ạ. Vậy á, bây giờ Gôn cho bạn Cún tá túc ở đây nha. Vâng ạ. Bạn ấy đi lạc, không có nhà để về nữa rồi. Kitty á, gọi đây là bạn Cún. Thế Gôn muốn đặt hả? Bạn Cún tên gì? Hốt phải không ạ? Nghĩa là hy vọng ở Gôn. Đúng ạ. Tên hay lắm. Hốt ơi, vậy chơi với anh Gôn ngoan nhá. À, chú Vũ ơi, con với chị Chi, với Kitty, với Hốt ra kia chơi được không ạ? Được chứ. Chị Chi ơi, Kitty, để em dẫn chị ra chỗ em trồng cây nhá. Trồng cây luôn đó. Gôn ngoan ghê. Hôm nay thằng Nghĩa nó đi vào bệnh viện trong cái Nhiên. Tội nghiệp con bé, không biết là khi nào nó mới tỉnh lại. À bác ơi, số tiền hôm trước anh Nghĩa chuyển cho con, bố mẹ con đã đồng thuận là sẽ lập một quỹ từ thiện, lấy tên là Cứu hộ trái tim. Sứ mệnh của quỹ sẽ là khám sàng lọc miễn phí bệnh tim cho trẻ em trên cả nước, kết hợp với cả các mạnh thường quân để thực hiện các ca can thiệp, phẫu thuật cho những trẻ em bị tim bẩm sinh mà gặp hoàn cảnh khó khăn ạ. Thế à? Những việc con làm, những điều con nói, tuy là mẹ không có biết nhiều, nhưng mà mẹ tin rằng một điều, con là người đứng đầu, quản lý, trách nhiệm, thì tất cả mọi việc sẽ tốt đẹp thôi, bởi vì công bằng và đàng hoàng mà. Mẹ chỉ mong sao thằng bé nó cứ cười vui thế này hoài. Ở chỗ bọn con có trạm cứu hộ động vật nữa, có rất là nhiều chó mèo. Để con đưa Gôn qua đó chơi với cả các bạn bên đấy. Nếu mà Gôn thích trồng cây thì ở vườn dược liệu cũng rất rộng và thoải mái ạ. Nó thích trồng cây lắm đó con.